Và chào mừng các bạn đến với một câu chuyện phải gọi là siêu phẩm, Mảnh đất nhiều ma. Chúng ta đang đến dần với những chương cuối cùng rồi. Mình xin spoil một chút là tập này sẽ chỉ nói về tiền. Và chắc là anh em mà anti tiền trên kênh của mình cũng khá là đông. Nhưng tập này sẽ khiến bạn vô cùng đau thương và có một suy nghĩ khác đi chút về cô gái này. Hãy cùng đón xem. Chương 31. Ông nói cái gì cơ? Chị dâu tôi bỏ đi, ông có nhầm không đó? Ông Chính lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Không, tôi thề, nếu nói dối nửa lời tôi sẽ vả miệng mà chết. Phát mới nhờ hai người giúp việc đưa ba mình về phòng. Anh kéo ông Chính lại bàn uống trà để nói chuyện. Ông nói nghe xem nào, chị tôi bỏ đi sao không về nhà? Chị ấy chắc cũng biết những chuyện trước kia xảy ra mâu thuẫn là do hiểu lầm. Cha con cô ta cố ý bày ra, vậy sao chị tôi vẫn bỏ đi? Ông Chính vẫn lắc đầu. Cậu Phát, thực sự là tôi không biết mà. Hay cậu thử gọi về Sài Gòn xem sao, biết đâu cô Hà lại về dưới đó. Khổ quá, bụng bầu hơn 6 tháng rồi mà đi đâu cũng không nhắn cho tôi một tiếng, để cha con tôi tối ngày chạy ngược chạy xuôi. Tú mới xen vào. Tôi nói cái này không phải thì anh bỏ quá, nhưng tôi nghĩ chị ấy vẫn đau lòng với cái chết của anh Nam mà... Phát đứng phắt dậy, chừng mắt quát. Cậu thôi ngay đi, đừng có nghĩ xui như vậy. Nhà tôi đã đủ thứ chuyện rồi, hai người đừng làm tôi lo lắng thêm nữa. Phát mới rút điện thoại trong túi ra, anh gọi ngay cho ba mẹ Hà. Họ vẫn nói con Hà mất tích kể từ sau khi mà Nam chết. Cảnh sát thì cũng chưa biết tung tích Hà. Vậy mà giờ Phát lại hỏi Hà về nhà hay chưa? Khác gì lại sát muối lên vết thương trong lòng họ, còn đang âm ỉ rỉ máu. Phát mới cúp máy. Anh không dám nói cho ông bà biết là chị Hà còn sống, sợ hai bác lại thêm lo lắng, đau buồn. Anh có liên hệ thêm mấy chỗ mà Hà thường qua mà mình vẫn biết, nhưng tất cả đều lắc đầu bảo không biết gì. Tất cả tin tức về Hà một lần nữa lại bốc hơi khỏi thế gian. Chị Hà, chị ở đâu? Cầu xin chị đó, mau liên lạc lại với em. Cha con ông Chính mới xin phép về nhà. Ông lại vét số tiền còn lại trong túi để xây tạm một ngôi nhà mà ở. Ông Hào đã cho ông ấy số vật liệu còn dư nên cũng giảm được ít nhiều chi phí. Tú mới vừa đi vừa nghĩ, anh thắc mắc hỏi lại ba. Ba, sao ba lại giấu tình trạng của chị ấy vậy? Ông Chính mới chẹp lưỡi. Con không thấy gia đình ông ấy đã quá nhiều đau thương hay sao? Nếu mà nói cô ấy như người điên thì con nghĩ họ sẽ thế nào? Thôi, cứ để họ tìm thấy cô ấy trước đã, mọi chuyện tính sau. Cái điều quan trọng bây giờ là cầu mong hai mẹ con cô ấy bình an. Chúng ta không thể nào làm gì hơn lúc này. Tú lầm lũi bước theo sau lưng cha, bước thấp bước cao, tập tễnh từng nhịp. Anh không ngờ là bi kịch nhà ông Hào mình lại góp phần tham gia. Cảm giác tội lỗi xấu hổ nhen nhóm trong lòng Tú. Trời nắng như đổ lửa, chiếc áo sơ mi trên người họ vã mồ hôi ướt sũng. Cả hai khuất bóng sau vườn cây rậm rạp, gió nghịch mùa hiu hiu thổi. Một tháng sau đó, Tiên đang ở công ty, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Cô ta mở cửa ngó ra, ngó một nam bảo vệ lại hỏi. Này, cái chuyện gì ngoài kia mà ồn ào thế hả? Tôi trả lương cho mấy người mà có chút chuyện bé bằng móng tay cũng cần tôi phải ra mặt hay sao? Bỏ tiền ra mấy mướn mấy người về làm cảnh chắc, còn không bằng thuê đám âm binh dưới địa phủ lên làm. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Bác bảo vệ bị Tiên sạc cho một trận nhăn mặt. Ông ấy còn chưa kịp nói gì, vậy mà đã bị Tiên chửi như tát nước vào mặt. Ông ấy chỉ tay ra ngoài cửa định trả lời thì đằng sau có tiếng người nọ cất lên có vẻ gấp gáp. Giám đốc ơi, công ty xảy ra chuyện rồi. Tiên quắc mắt hỏi lại. Cái gì? Cô ta nhìn ra cửa, thấy đám dân đen vây kín ngoài cổng làm cô ta phải giật mình, thoáng chút bối rối. Gương mặt thì có phần sụi xuống, hết vẻ kiêu căng tự đắc. Dường như là Tiên đã đoán ra vụ gì rất là quan trọng, liên quan trực tiếp đến công ty. Cô ta mới nhìn cậu nhân viên nọ hất hàm mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Người nọ đáp. Dạ, đấy là chủ nợ đến đây đòi tiền đấy ạ. Dự án nhà chung cư chúng ta đang xây cất trên đất của họ đã gần xong, nhưng số tiền còn lại chúng ta vẫn còn nợ họ chưa có trả. Tiên giật mình. Công việc này vốn là của một trưởng phòng đảm nhận. Tự dưng thì anh ta nghỉ ngang xương không lý do, để lại biết bao nhiêu bộn bề khiến cho Tiên phải đau đầu. Chưa giải quyết xong việc này, việc khác lại ập đến.
cô ta gồng sức cả tháng này muốn kiệt quệ. Số tiền dư giả tích góp bấy lâu này cô ta cũng lấy ra xài hết rồi, đổ nó vào những dự án mà không có hồi kết. Tiền mới chỉ tay về phía họ, nói đầy nghiến. Mẹ kiếp, lúc cần bán thì chạy đến đây quỳ gối van xin ba tôi mua. Giờ thấy người ta xảy ra chuyện lại muốn vịn vào cớ đó là làm khó để đạp đổ. Tao khỉnh. Người nọ mới tiếp lời. Dạ, trước đây ông chủ đã hứa với họ là sẽ thanh toán số tiền đất còn lại cho họ trong vòng 3 tháng. Tính đến giờ cũng là 6 tháng rồi. Nếu công ty mà không trả, tôi e là họ sẽ vác đơn đi kiện đó. Giọng Tiên vẫn kiểu khinh bỉ vang lên. Tao thách chúng nó kiện đấy. Mẹ kiếp, tưởng tao sợ đó. Mấy người ra đuổi đám người ấy biến đi. Nếu làm không xong thì ngày mai đừng có vác mặt đến đây làm nữa. Nghe chưa? Cô ta bực tức đóng sầm cánh cửa phòng lại, miệng vẫn cào nhào. Đúng là cái đám ăn hại, vô tích sự. Người nhân viên và bác bảo vệ họ chỉ biết nhìn nhau thở dài, không biết số phận họ sẽ đi về đâu khi mà công ty ngày một xuống dốc. Tình hình cứ như thế này mãi thì chẳng mấy chốc, công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Tiền thì vẫn cái vẻ tự kiêu, bản tính hống hách trong con người cô ta sẽ chẳng bao. Bản tính hống hách trong con người cô ta sẽ chẳng bao giờ bỏ đi được. 2 tuần sau đó, Tiền không thể nào gồng mình được nữa. Cả 100 lá đơn bị người dân đem đi kiện. Người thì đòi tiền, kẻ lại đòi đất. Tiền lái xe về nhà còn bị người ta ném trứng thối, tạt nước sơn lên kiếng. Cô ta luôn sống trong tấp thỏm lo âu, lúc nào cũng sợ người ta vào giết mình. Rất nhiều tin nhắn lạ gửi đến hăm dọa, gửi mấy hình ảnh chết chóc ghê sợn. Đầu tiên căng như dây đàn, nó muốn nổ tung bất kỳ lúc nào. Ở bên ngoài cổng nhà Tiên, có 2 người ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Trong đó một nam và một nữ, họ đeo khẩu trang kín mít, nhìn chăm chăm vào nhà Tiên mỉm cười. Tiên không biết là mình phá sản nhanh vậy là do sự góp sức của 2 người này. Một trong 2 người đó mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Kiếng xe từ từ nhô lên đóng kín lại, chiếc xe hòa mình vào trong đêm, khuất bóng cuối con phố vắng. Vài ngày sau đó tình hình không khả quan, cô ta xoay tiền không có được. Các ngân hàng đồng loạt không cho vay chỉ vì nợ cũ chưa trả. Cô ta rơi vào đường cùng, túng quẫn, chìm đắm trong men rượu để giảm căng thẳng mình đang gánh chịu. Rồi cô ta cũng lấy lại được bình tĩnh, quyết tâm không uống rượu nữa, phải làm lại từ đầu. Tiền mới bỏ trốn xuống Sài Gòn, cô ta nhanh chóng bán rẻ căn chung cư của mình dưới đấy trước khi công an vào cuộc và tịch thu tài sản. Có trong tay một số tiền, cô ta chợt nhớ ra thằng Thìn. Tiên tròn xoe đôi mắt mừng như vớ được vàng, miệng làm nhà một mình hếch môi cười. Phải rồi, Thái Lan. Thái Lan. Mình sẽ sang Thái. Để xem các người tìm tôi bằng cách gì. Cô ta muốn trốn khỏi đây trước khi bị công an tóm cổ. Tiên mới gọi ngay cho Thìn. Vậy là cô ta sẽ qua Thái gặp Thìn và sẽ cùng hắn quay lại trả thù. Cô ta không biết trong bụng mình đang mang dòng máu nhà họ Hoàng. Lại chữa tiếp anh em. Méo hiểu kiểu gì. Vừa mới phá thai ở tập 2 mà đến tập 6 đó, tập 7 đã chữa con mẹ nó rồi. Nhưng mà chúng ta phải theo dõi mốc thời gian đó là từ tập 2 đến tập 7 này phải qua quãng thời gian chắc tầm phải nửa năm. Méo hiểu kiểu gì. Và anh em nhớ nhấn like ấy. Like ngay đi để tôi còn đọc chương tiếp theo, đọc tập tiếp theo nào. Sắp hết rồi. Chương 32. Căn nhà tuy bán rẻ nhưng cũng không phải là ít. Tiền dựa vào các mối quan hệ của mình mà bán, nên cô ta bán được rất là nhanh. Nếu mà đem tiền nhiều qua đường hàng không thì cũng không có ổn. Tiền đành nhờ chuyển khoản vào số tài khoản của Thìn gửi tạm. Trước khi lên máy bay, Tiên ngoảnh mặt lại nhìn. Cô ta nhếch môi cười thầm nghĩ. Tao sẽ còn quay lại, tao sẽ báo thù. Hôm qua thì nhân viên thân cận của cô báo cáo là có kẻ đã âm thầm thuê người xúi giục người dân đem đơn đi kiện và cung cấp cho bên cảnh sát những bằng chứng trốn thuế và các vụ làm ăn phi pháp như rửa tiền bằng hình thức mua đất ảo. Cô ta gán ghép ngay người đó không ai khác chính là Phát làm. Vì hiện tại thì ngoài Phát hận cô ta thấu xương thì chẳng còn ai nữa cả. Cô ta ra đi mang theo bao hận thù, cắn môi bỏ lại người cha què quặt ở trong ngục tù. Nhà họ Hoàng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tao thề đó.
tao còn sống thì con cháu nhà họ Hoàng ra đứa nào, tao bóp chết đứa đấy. Cô ta nghĩ xong thì lại cười man dại như một con dở hơi. Chỉ đến khi bao ánh mắt xung quanh đổ dồn về nhìn mình thì cô ta mới dừng lại. Cô ta vẫn cay cú năm xưa ông Hào dụ dỗ mẹ mình để bà bỏ rơi cha con cô ta, theo ông ấy làm vợ bé. Tuổi thơ không có mẹ làm cô ta tổn thương thiếu thốn tình cảm. Cảm xúc dần ra chai lì, từ một cô bé hồn nhiên trong sáng biến thành một người lòng mang đầy hận thù. Nghĩ đến đây, tay cô ta đã siết chặt vào vạt áo. Hận chưa kịp làm cho họ Hoàng sụp đổ. Hận chưa kịp làm cho họ Hoàng sụp đổ hoàn toàn, kế hoạch thì đã bị bại lộ. Tiên lại nhớ đến câu quân tử trả thù 10 năm chưa có muộn. Trong tâm cô lúc nào cũng lóe lên câu nói này: tao sẽ quay lại, tao sẽ trả thù. Bây giờ mới là bắt đầu thôi, chứ không phải là kết thúc. Phát đang loay hoay mặc quần áo, chuẩn bị đi xuống chỗ Phong bàn công chuyện. Trước đây thì Nam có làm ăn với Phong, nên giờ Phong gọi anh xuống để công khai tài chính, những thu nhập mà công ty của hai người làm ra. Anh còn thuê cả thám tử Tư đi khắp nơi tìm Hà, bởi chị ấy đang mang trong bụng đứa con duy nhất của anh hai. Phát nhìn mình trong gương, anh nhận ra những nét vô tư trên mặt đã mất đi, thay vào đó là một gương mặt chín chắn, mang đầy hoài bão. Lúc đi ngang qua bàn thờ của Nam, Phát mới mỉm cười. Anh hai, em sẽ tìm được chị ấy, em hứa đó. Vừa xuống đến thành phố, Phát đã gặp một hình bóng quen thuộc. Không khó để anh nhận ra đấy là Y Lan. Sau một thời gian không gặp, bỗng anh thấy tim mình rối bời. Chưa phải là nhớ hay yêu, nhưng mà tự dưng nhìn Y Lan, anh cảm thấy vơi bớt đi bao nhiêu mệt mỏi trong lòng. Anh tấp xe vào bên đường, vội vã bước xuống, giơ tay lên vẫy gọi. Y Lan, Y Lan, Y Lan ơi! Cô nghe có người gọi tên mình thì xoay người lại. Y Lan bắt gặp ánh mắt long lanh của Phát đang nhìn mình. Miệng anh thì cười tươi, đôi mắt như biết nói, hằn lên những cái niềm vui khó tả. Y Lan lịch sự cúi đầu chào, cô đang thắc mắc. Anh ta gọi mình lại làm cái gì? Không chờ cho Y Lan chạy đến, Phát nhanh chân băng qua đường chạy lại. Tay nắm vội bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Y Lan như sợ cô bỏ chạy. Phát mới cười hì hì mà hỏi. Lâu quá rồi không gặp em, bác gái và em vẫn khỏe đó chứ? Y Lan không quen với cách chào hỏi của người xuôi nên cô cảm thấy hơi gượng. Y Lan hất tay Phát ra rồi mới bảo. Chúng tôi khỏe, nhưng anh gọi tôi làm cái gì? Câu hỏi và hành động của cô làm anh thoáng chút ngại ngùng. Nghĩ mình quá lỗ mãng rồi khi không lại nắm tay một cô gái giữa phố. Anh cười nhạt để đỡ ngại, nói với Y Lan. Không, lâu ngày gặp lại em, anh muốn hỏi thăm sức khỏe mọi người mà thôi. Anh không có ý gì cả. Bà Y Hoan từ đằng sau chậm rãi bước lại, cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Cậu Phát đó phải không? Thật tình cờ lại gặp cậu ở đây đó. Phát giật mình quay lại, anh cúi chào bà Y Hoan lễ phép. Dạ, cháu đang chạy xe vô tình thấy Y Lan mua đồ, nên cháu ghé lại chào hỏi thôi ạ. Bà Y Hoan gật đầu. Không còn cái chuyện gì thì chúng tôi đi đây. Bà Y Hoan mới kéo con gái đi. Y Lan quay lại nhìn Phát mỉm cười. Nụ cười ấy làm Phát đứng tim mất mấy giây. Anh giơ tay lên vẫy chào tạm biệt. Chắc có lẽ anh đã thầm thương nhớ Y Lan mất rồi. Nhưng anh giấu chặt trong lòng. Bà Y Hoan lôi con đi thật nhanh, chỉ vì bà không muốn con gái lại đi theo vết xe đổ của mình. Yêu một người con trai có tiền, có danh tiếng, để rồi họ lại làm những cô gái yêu họ bị tổn thương. Bởi vốn dĩ họ không thuộc về thế giới của những kẻ nghèo khổ. Bà đã kịp nhận ra chữ tình trong mắt họ ngày một lớn. Bà thở dài, bước chân sải dài hơn, mong nhanh chóng đi khỏi nơi nào có Phát. Mình không thể nào để lịch sử lặp lại lần hai. Không thể. Mãi mãi là không thể. Thái Lan. Đón tiên lần này thì vẫn là Thin. Mới có mấy tháng không gặp mà Thin nhìn già đi rất là nhiều. Xém chút nữa tiên còn không nhận ra gã. Sau khi về An Giang, thấy sư phụ mình bị ngải quật chết, hắn nhanh chóng mai táng xác ông ta, rồi gấp rút đám mây bay về Thái. Thin muốn rút nhanh vì hắn sợ bên ông Hào báo công an. Họ sẽ không cho hắn xuất cảnh trong thời gian điều tra sự việc. Hắn mới nhìn tiên mỉm cười. Nụ cười thì tuy không tươi nhưng mà vẫn nhiệt tình. Dù hắn có ác với người ngoài nhưng mà Tiên vẫn là khách hàng của lão Piêng, sư phụ hắn. Nên hắn đối đãi vẫn tử tế với cô ta. Thìn mới đưa Tiên xuống Pattaya, nơi mà bữa hôm cô ta có ghé.
vẫn là cái căn nhà ọp ẹp siêu vẹo, tiếng sàn gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi có ai đó bước vào. Chị cứ ở tạm đây đi, khu này cảnh sát ít tới kiểm tra. Tiên hơi ngờ vực, cô ta hỏi lại. Tao tưởng những cái chỗ nghèo mạt, dễ sinh tội phạm như thế này thì cảnh sát sẽ hay dòm ngó đó chứ. Tin mới cười. Đáng lẽ thì là như vậy, nhưng mà khu này thầy bùa nhiều nên họ ít ghé, vì một phần được bảo kê, phần còn lại thì họ nể mấy ông thầy. Bị mấy ông ấy yểm thì xem như cuộc đời và sự nghiệp cũng tiêu tan. Tiên thấy thằng Thìn nói cũng có lý, chỗ nào nguy hiểm nhất thì chỗ ấy lại an toàn nhất. Cô ta gỡ chiếc túi trên vai xuống, ngồi phệt xuống bàn, đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Thìn biết là Tiên sẽ qua đây nên anh ta đã mua một tấm vải, may rèm cửa, che cửa phòng lại, để cô ta tiện nghỉ trong ngủ, để cô ta tiện nghỉ ngủ ở trong đó. Trong phòng này vẫn giữ nguyên những thứ mà hôm cô ta qua đây nhìn thấy. Chỉ có một chiếc bàn gỗ cao tầm 1 mét được Thìn đặt trong góc phòng tối om là mới. Tiên đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến gần xem cho kỹ. Trên bàn cô ta nhìn thấy một con búp bê được đúc từ silicone, giống như con búp bê Barbie nổi tiếng. Trên đầu có mái tóc ngang vai lòa xòa, được sơn phết màu sặc sỡ. Xung quanh thì là mấy lon nước ngọt co gà, đĩa bánh bìm bìm, một bịch bánh, một chén cơm có đặt 2 quả trứng luộc đã bóc vỏ ở bên trong, một đĩa rau xào và một hộp sữa nữa. Thấy lạ, Tiên mới định cầm con búp bê lên, liền bị Thìn kéo ra ngoài. Chị Tiên, đừng có đụng vào nó. Tiên thấy hơi rợn người. Cô ta nhìn thấy mấy con búp bê to đùng như vậy cũng cảm thấy ớn ớn. Cô tôn trọng Thìn, không sờ vào nó, nhưng mà kéo qua bàn ngồi hỏi. Cậu thờ Kumathong đấy có phải không? Cậu thỉnh nó lâu chưa vậy? Thìn mới gật đầu. Cũng mới hơn 1 tháng thôi chị, em thỉnh về để nó phù hộ. Tiên không ít lần nghe về loại Kumathong này. Nghe nói Kuman trong tiếng Thái có nghĩa là cậu bé vàng. Thường thầy pháp luyện Kumathong từ những thai nhi bị mẹ mình bỏ rơi hoặc là chết yểu, được những thầy pháp đem về sấy khô trên lửa, vừa sấy vừa đọc thần chú gọi hồn. Khi đã sấy xong thì toàn thân thai nhi được phủ bằng sơn mài trộn với vàng, rồi được bọc kín bằng vàng lá. Vì thế mới có cái tên là cậu bé vàng. Sau này bị pháp luật nghiêm cấm, người ta lại quay sang làm bằng đất, vải, đồng, gỗ hay nhựa, thậm chí là đúc từ silicone. Nó rất là thịnh hành ở Thái và được bày bán một cách công khai. Người muốn thỉnh chỉ cần mua một con vừa túi tiền của mình là đã có thể thỉnh nó về. Tiền đang suy nghĩ. Nếu như mình thỉnh một con về, liệu nó có giúp mình trả thù hay không? Có làm cho mình giàu lên như những cái lời đồn đãi ngoài kia? Cô ta nhếch mép lên cười. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn. Này Thìn, tao cũng muốn thỉnh một đứa, giúp tao đi. Thìn mới lắc đầu. Chuyện này không có đùa được đâu. Nuôi nó không hề đơn giản, nếu mà làm nó giận thì nó quay lại phá mình đó. Tiền bĩu môi. Kệ, tao không quan tâm, giúp tao đi, được chưa? Thìn mới suy nghĩ một hồi. Tiền là do cô ta bỏ ra, nuôi là do cô ta nuôi. Có gì thì cô ta là người lãnh hậu quả, mình chỉ phụ trách việc đưa cô ta đi. Vậy thì lo lắng gì nhiều cho mệt mỏi. Thìn mới nhìn cô ta gật đầu. Được, nhưng mà chị muốn thỉnh loại nào? Bằng thai nhi, gỗ, đất hay đồng? Mày thấy loại nào lợi hại thì mách tao, giá cả không có quan trọng. Thìn mới đáp. Cái loại Kumathong mà luyện từ thai nhi ấy là linh nghiệm và đắt nhất. Có điều chi phí không hề rẻ, nó có giá tới 20.000 đô. Hay chị thỉnh bằng đồng đi cho rẻ. Tiên cười ha hả lắc đầu. Không, tao muốn nó phải luyện bằng thai nhi, giá cả không là vấn đề. Thôi được rồi, để tháng sau em đưa chị xuống Chiang Rai, nơi đó nhiều loại, chị tha hồ mà chọn. Tiên mới gật đầu, Thìn đi nấu cơm. Một lúc sau mùi đồ ăn nồng nặc tỏa lên. Tiên ngửi thấy muốn nôn, bèn đưa tay lên miệng bịt lại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dạo này cô ta hay mệt, cơ thể lúc nào cũng uể oải thiếu sức sống. Đa vậy lại còn hay buồn ngủ. Lúc mà Thìn bê mâm cơm lên, bắt gặp Tiên đang đứng trước bồn rửa mặt nôn ói, Thìn mới đứng chết lặng. Hắn ta đang nghĩ Tiên đã có thai. Hắn mới quay đi, đặt mâm cơm xuống chiếu chờ Tiên ra ăn. Tiên vừa ngồi xuống, cô ta lại bịt miệng đi nôn lần nữa. Lúc quay ra Thìn mới hỏi. Chị có rồi phải không? Có cái gì cơ? Tao nghe không hiểu.
thì là có thai chứ gì nữa. Với cậu ta hay là với ai? Nghe tin hỏi mà Tiên giật mình. Cô ta lu bu vụ công ty mà quên mất mình đã trễ kinh mất 2 tháng. Mặt cô ta biến sắc, đưa tay xuống xoa xoa bụng mình rồi nghĩ. Mình có thai rồi ư? Với anh ta? Không thể nào. Mình không thể nào để cái thứ nghiệt chủng này sinh ra. Tao sẽ bóp chết từng giọt máu nhỏ họ Hoàng. Cứ chờ đó. Một lúc sau cô ta nói với gã Thìn. Mày biết có phòng khám nào kín đáo mà đảm bảo gần đây không? Thìn buông chén cơm xuống. Anh ta hiểu ý cô ta đang muốn làm gì. Chắc chắn Tiên lại muốn phá thai. Thìn mới hỏi lại. Chị định tao sẽ giết nó. Cái thứ nghiệt chủng đáng ghét này. Và chúng ta thấy cái phần này rất là liên quan nhá. Lại nhắc đến Kuma Thông. Thêm vào đó thì Tiên đã có thai. Liệu rằng đứa con này của Tiên và Hoàng có bị biến vào Kuma Thông, biến thành Kuma Thông hay không? Mình nghĩ là phải đến 96,69% là Tiên sẽ làm ra cái trò ác độc này, sau rồi sẽ bị Kuma Thông vật lại. Trời ơi, bạn có cùng suy nghĩ như tôi hay không? Hãy tạm dừng video này lại một phút thôi. Nhấn like và comment đi để xem ở dưới mọi người nói gì và có đúng như những gì tôi đang nghĩ hay không nhá. Nào, chúng ta hãy cùng đến với chương tiếp theo. Chương 33. Mắt cô ta hằn lên những tia máu đỏ, gân guốc trên mặt nổi trăng trịt. Nghĩ đến thù cũ hận mới, trong lòng cô ta lại như phát hỏa. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két. Một lúc sau cô ta thả lỏng cơ thể, nhìn Thìn vẻ tự mãn hỏi lại. Có không? Thìn vừa ăn vừa gật đầu. Có. Cô ta mới cười. Tốt. Màn đêm buông xuống, trên chiếc giường một đơn sơ không nệm, chỉ có một chiếc gối và một tấm chăn mỏng. Cô ta nằm xuống cua chiếc chăn che kín lên bụng. Tiên vắt tay lên trán suy nghĩ. Nó không thể sống, nó là nỗi nhục của mình. Phải bỏ đi. Nói làm nhà một lúc, cô ta cũng dần chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mộng, Tiên thấy mình đang đứng giữa khu vườn nhà ông Hào. Vây quanh cô ta là bầu trời đêm kịt. Tiên sợ hãi, đảo mắt nhìn xung quanh xem có thấy ai không. Nhưng mà tất cả chỉ là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Cô ta tính bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng bàn chân như dính lại. Chẳng thể nào nhấc nổi nó lên dù chỉ một bước. Tiên gào thét trong vô vọng. Cơn hoảng sợ chưa hết, cô ta thấy những bàn tay đen đúa đang vươn dài ra từ trong bóng đêm. Chúng như muốn nắm lấy cơ thể ngọc ngà của cô ta, kéo vào trong màn đêm. Tiên chỉ biết trợn tròn mắt lắc đầu, miệng chỉ nói được một từ duy nhất. Không! Những cái cánh tay ma quái vẫn chưa chịu dừng lại, càng tiến về sát phía mình, Tiên càng nhìn rõ. Những cánh tay đấy đã héo khô queo, móng vươn dài cả tấc. Người ngợm chẳng thấy mỗi hai cánh tay. Chẳng mấy chốc thì những cánh tay ấy đã bám được vào khắp cơ thể cô ta, thì nhau mà cào cấu. Từng chiếc móng sắc nhọn đâm vào da thịt trắng mịn của mình. Cô ta thét lên đau đớn, muốn xé toạc cả bầu trời đêm đen kịt. Tiên bị kéo ngã ngửa xuống đất. Cô ta mới đưa hai tay lên che mặt theo phản xạ. Nước mắt rơi lã chã, vừa sợ vừa đau. Miệng thì rên la oai oái. Da thịt trên cơ thể bị cào cho đến rướm máu rồi. Lúc là tưởng chừng mình sắp chết, tiếng con mực sủa từ đằng xa vọng lại. Mừng quá, cô ta gỡ đôi tay trên mặt xuống. Nhìn theo tiếng con mực òa khóc, cả cơ thể đang run lên bần bật. Mực xuất hiện như một vị cứu tinh lúc này. Con mực chạy đến, đôi mắt đỏ như có lửa ở trong. Hai chiếc tai dựng đứng như đang lắng nghe những tiếng động. Nó nhìn cô ta gầm gừ trong miệng. Mực, cứu tao với. Đáp lại Tiên chỉ là những tiếng gầm gừ trong cổ họng của nó. Con mực tiến đến sát hơn. Trên miệng nó gặm chắc một đứa trẻ sơ sinh, dây rốn ngon lòng thòng. Đứa bé chỉ to hơn ngón chân cái một chút. Người nó tím tái bầm dập. Tiên kinh hãi thét lên. Biến đi, đồ con chó đáng chết. Cô ta mới ngóc đầu lên nhìn nó, đôi môi run rẩy, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ làm cho Tiên giật thót cả mình. Cô ta nghiêng người, bò lồm ngồm cố thoát khỏi nơi đây. Nhưng không thể nào. Mấy chục cánh tay níu kéo cô ta lại. Toàn cơ thể cô như có tảng đá đè ở trên, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Con mực bước đến trước mặt cô ta, miệng thì như có ai đó bóp mở cổ họng ra. Con mực nó nhanh nhẹn nhả đứa bé vào trong miệng Tiên. Nó dùng hai chân trước bới đất sủa inh ỏi. Miệng Tiên nghẹt cứng lại vì chính đứa con của mình. Đứa bé nằm trong miệng Tiên bỗng cử động. Tiếng cười sằng sặc trong bóng tối phát ra, nhìn cô ta đầy sảng khoái. Tiên bật dậy, lợm cổ quá cô ta mới nôn đứa trẻ ra. Nó bị văng xuống đất khóc oe oe. Cô ta đưa tay lên miệng lau chùi những thứ chất nhầy nhơm nhớp còn vương lại trên khóe môi, hơi thở mới phì phò đứt quãng. Mẹ kiếp, tởm quá vậy, sao lại có đứa trẻ con ở đây? Tiên vùng lên bỏ chạy, chạy mãi, một chiếc xe tải lao đến. Cô ta đưa tay lên che ánh đèn xe cho bớt chói, miệng thì la lên. Không! Thìn đứng bên giường quát lớn, tay anh ta tát bèm bép vào mặt, cố gắng gọi Tiên tỉnh dậy. Chị Tiên, dậy đi, trời ơi, mơ gì mà la hét dữ quá vậy? Cẩn thận hàng xóm họ nghe họ chú ý chứ, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nào! Tiên ngồi bật dậy, miệng thở hổn hển, mồ hôi trên cơ thể đổ ra ướt đẫm trên chiếc áo đang mặc. Ngước mắt lên nhìn thằng Thìn òa khóc, hắn mới ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai trấn an. Không sao, chỉ là mơ thôi, sẽ ổn thôi mà. Tiên mới vừa thở hổn hển vừa nói. Tao gặp ác mộng, sợ quá mẹ ạ. Thôi, chị ngủ tiếp đi, mai em đưa đi khám. Phụ nữ mang thai hay suy nghĩ đêm nằm mơ mộng, như vậy không có tốt đâu. Cứ thả lỏng tinh thần ra, đừng có suy nghĩ cái gì cả. Thìn trở lại phòng mình nằm ngủ, Tiên không thể nào ngủ lại được nữa. Hễ cô ta nhắm mắt là cơn ác mộng khi nãy hiện ra trong tâm trí. Cô ta đưa tay xuống xoa bụng mình. Ước gì nó không phải là con của Phát, và Phát không phải là người nhà họ Hoàng. Có lẽ cô ta và Phát đã trở thành vợ chồng và có những đứa con. Tiên nằm thao thức thở dài cho đến tận sáng, trong lòng có một chút thường nhớ Phát. Mình đi thế nào? Thìn hối cô. Lúc đó cả hai bắt xe đi đến một con đường khá lớn. Họ dừng lại ngoài đường lớn và rẽ vào một con hẻm phía bên trái. Thìn đi trước, cô ta lẽo đẽo theo sau. Mắt Tiên đảo quanh đây liên tục, vừa lạ lẫm lại vừa hơi sợ. Không giống với cảm giác khi đi phá thai ở Việt Nam. Chị Tiên vào đây đi, chúng ta đến rồi đó. Đón hai người bọn họ là một nữ y tá còn khá trẻ. Cô ta chắp tay chào theo nghi lễ của người Thái, nhìn rất là lịch sự. Tiên mới cúi đầu chào lại. Cô ta nắm chặt vạt áo của Thìn nói nhỏ. Này, chỗ này làm có an toàn không? Sao tao thấy sợ thế này, cả cái cảm giác bất an nữa kìa. Thìn vỗ tay cô ta an ủi. Chỗ này thì là tốt nhất và đảm bảo nhất khu này rồi đấy. Chị yên tâm mà lấy nó ra. Còn nữa, mấy ông thầy Pháp họ hay mua xác thai nhì ở mấy cái phòng khám tư này lắm, vì không ai quản lý người ta phá bầu. Tiền vẫn níu chặt lại nói tiếp. Lát cậu vào cùng tôi sợ và cũng không biết tiếng Thái nữa. Thìn gật đầu, hắn phải đóng giả người yêu cô ta, họ mới để vào. Tiên được một y tá đưa lên chiếc giường phủ ga nệm trắng tinh. Bà bác sĩ đi tới ngồi trên ghế, hỏi gì đó cô y tá, rồi xịt keo lên bụng, bắt đầu siêu âm. Một lúc sau bà ấy làm xong, nói gì đấy mấy câu tiếng Thái, Thìn phải dịch lại cho Tiên nghe. Bà ấy bảo là chị trước đây đã phá thai một lần rồi, nếu giờ phá nữa, chị rất dễ bị vô sinh. Do lần trước chị không kiêng cữ, đi lại nhiều, nên lần này rất là ảnh hưởng. Muốn giữ đứa bé thì phải nghỉ dưỡng một chỗ, chờ qua giai đoạn đầu thì mới đi đứng bình thường cho được. Tiên nghe xong mới sụi mặt. Cô ta đang muốn bà ấy lôi đứa bé ra cho mình. Lúc nào hai từ nghiệt chủng cũng hiện hữu trong đầu Tiên. Nằm suy nghĩ một lúc, Tiên quyết định không phá. Cô ta ra về muốn suy nghĩ thật kỹ, có nên giữ lại đứa bé hay không. Thìn thì khuyên cô ta nên giữ lại, bởi người lớn hận thù nhau, nhưng mà trẻ con thì là vô tội. Tiên im lặng, cô ta đang chênh vênh cảm xúc, nó làm tâm tư nặng trĩu. Ờ thì giữ, có đứa con mai mốt về già vẫn hơn là cô quạnh. Sau câu nói ấy là một tiếng thở dài. Con có thể giữ, nhưng mà Cú Ma Thông thì vẫn phải thỉnh, bởi vì cô ta không thể nào trốn mãi bên Thái. Biết đâu sau khi thỉnh, cô ta lại giàu lên,
lúc ấy thì lo gì không có tiền trả nợ. Suốt thời gian Tiên nghén bầu, cô ta chỉ ăn với ngủ, chờ mãi không thấy Tin đả động gì đến chuyện đưa mình đi thỉnh Cù Mạt Thồng. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo, một mình cô ta sẽ đến đó. Thằng Tin, mày không muốn giúp tao thì tao tự có cách. Cô ta mới lên mạng xem các trang giới thiệu về bùa ngải. Trên đây nổi lên một người mà cô ta thoáng nhìn mặt thôi đã có cảm tình. Người pháp sư này tên là Thammasat, ông ta được mọi người khen rất là nhiều. Tiên thay một chiếc váy thật đẹp, vì dáng người ốm yếu nên cái thai hơn 4 tháng của cô ta nhìn rất là bé và gọn. Người ta nhìn vào thì tưởng cô bụng mỡ chứ chẳng ai nghĩ là có bầu. Ngồi trên xe thì tâm trạng của Tiên rất là hồi hộp. Cũng may là biết được vài câu tiếng Thái giao tiếp do gã Tin đã dạy. Với bản tính lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã học thành thạo. Chưa taxi chạy đến khu vực nhà ông thầy thì dừng lại, bảo Tiên đi bộ vào vì đường nhỏ. Ở đây là ngoại tỉnh, khu này lại sát mép núi. Tiên có vẻ hơi sợ vì đường xá tối om om không có ánh đèn. Người lái xe taxi chỉ cô ta đường đi xong, ông ta quay lại vì có khách gọi. Tiên định đi tìm ông thầy đấy xong sẽ tìm một phòng trọ ở qua đêm, mai thỉnh xong sẽ quay trở lại nhà Thịt. Đi đến nửa đường, cô ta gặp một đám đàn ông gồm 4 gã xăm trổ đầy mình ẩn nấp từ một bụi cây lao ra chặn đường. Mặt mũi tên nào tên nấy râu ria thật là ghê rợn, ánh mắt dâm tà hằn lên nhìn cô ta mà cười khỉnh khệch. Một tên trong 4 gã bước lên phía trước, tay đưa lên gãi bộ ria mép dề sổ. Cô em đi một mình khuya thế này, bọn anh cũng đang cô đơn này cô em ơi. Hắn nói xong thì cả đám phá lên cười. Tiên lùi lại loạng choạng xém ngã trên đôi giày cao gót. Mặt cô ta cắt không ra giọt máu, chân tay thì run rẩy sợ hãi. Các người biến đi, tôi là khách của thầy Thammasat, mấy người đừng có làm bậy. Họ nhìn nhau cười sằng sặc, ánh mắt trợn ngược trắng dã. Một gã mới nói, lão già Thammasat sao? Nước xa không cứu được lửa gần đâu cô em xinh đẹp à? Cô em không phải là người Thái sao? Thế là người Trung Quốc, Sinh hay là Việt Nam vậy? Nói xong hắn nhìn cặp ngực căng cứng của Tiên ẩn dưới lớp váy khêu gợi. Hắn mới xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nuốt được miếng kệ ực, xoay lại nhìn đám chiến hữu hất hàm ra hiệu. Lôi nó vào chỗ vắng, hiếp nó đi. À không phải là người Thái đâu. Và chương này hết rồi. Trời ơi, mình dự là đến đoạn này thì Tiên đã định giữ đứa con này lại rồi, nhưng mà đến đoạn này bị hiếp dâm. Ôi giời, đọc đến đoạn những cái đã không kể thì thôi, kể đến những cái đoạn này, những cái đau thương này lấy thương thương cho Tiên đúng không? Chúng ta lại không ghét Tiên như lúc đầu nữa, vì bây giờ là phải tứ cố vô thân, phải lang bạt sang tận Thái Lan rồi. Hãy nói với thằng Tin một chút nhá. Thằng Tin thì thật ra mình thấy là nhân vật Tin này cũng không làm những cái điều gì gọi là quá là ác độc, hay là tất nhiên nhá, cái chết của Nam là một chuyện, nhưng mà chúng ta thấy Tin ngoài những cái việc bùa ngải tại vì đi theo nhầm thầy, theo nhầm sư phụ, còn nói về cái bản tính hay là cái sự trước sau như một hay lòng trung thành của Tin ấy, chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được. Bởi vì đi theo thầy xong rồi lấy xác thầy về, xong rồi khách hàng của thầy mà vẫn nuôi ăn nuôi ở, rồi chu đáo tận tình, vẫn một dạ hai vâng với Tiên, không có một chút nào sai lầm hay là sai trái trước sau bất nhất cả. Nên là tác giả xây dựng hình tượng Tin này nó cũng khá là hay đấy. Và bạn có đồng ý hay không? Đồng ý với ý kiến của mình hay không? Hãy nhớ comment về suy nghĩ của bạn về thằng Tin này ở bên dưới phần bình luận nhé. Và chúng ta sẽ đến ngay lập tức chương tiếp theo. Chương 34. Tiên bị đám đàn ông hung tợn kéo sâu vào trong núi. Một tên lấy chiếc khăn choàng cổ vò lại nhét vào miệng cô ta để không thể nào la hét. Chúng 4 gã khiêng phốc cô lên, từ từ khuất sau cái màn đêm đèn tối. Tiên lúc này chỉ kêu ú ớ ở trong miệng, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn mặt 4 gã rầm rề sắp sửa hãm hiếp mình, Tiên cố đạp chúng nhưng mà không thể nào. Cô quá bé nhỏ, còn bọn chúng lại quá đông và mạnh, gã nào gã nấy cơ bắp quần quận. Ở đây được rồi, mẹ kiếp, làm nhanh đi, người của lão Thammasat mà đến thì chúng ta không làm được gì nữa đâu.
Tên nọ mới đáp: Nhưng em sợ chúng ta đụng đến khách hàng của lão ta e là không có ổn. Gã kia quát: Còn mẹ mày, mày nghĩ bốn thằng không chơi cho nó chết được sao? Mà người chết mày thấy có nói chuyện được không? Cả đám lại nhìn nhau cười gian ác. Họ nhìn Tiên bằng những ánh mắt thèm thuồng đầy nhục dục. Chúng vật cô ra, ba đứa giữa chân tay một thằng làm, cứ thế tay phiên nhau hành xử. Chỉ đến khi Tiên không còn phản ứng, hai tay buông xuôi, máu ở cửa mình ồ ạt chảy ra, chúng mới hốt hoảng dừng lại. Mẹ nó chết thật à? Tao tưởng nó là đàn bà rồi, mà sao máu ở đâu ra nhiều như vậy chứ? Tên bên cạnh mở đèn chiếc điện thoại trên tay, soi xuống háng cô ta hét lớn: Chết còn mẹ rồi, nó đang có bầu, biến nhanh khỏi đây. Hắn định ùa chạy thì gã kia níu lại hỏi: Mày nói sao cơ, có bầu? Gã kia tay run run chỉ xuống: Cô ta đang mang thai. Ngộ nhỡ đấy là đứa bé mà khách hàng muốn lão thà mà sắt mổ bụng để luyện Kumatong thì chúng ta tiêu đời đó. Thôi biến khỏi đây, nhanh. Chúng mới quơ vội mấy cái quần dưới đất tháo chạy. Tiên cuối cùng khựng lại vì bàn tay của Tiên níu ống quần hắn lại. Hắn run run trừng mắt quay đầu lại, hai tay đưa lên trán khấn vái: Cô có làm ma thì tha cho tôi không cố ý mà. Tôi hứa sẽ nhà khói đầy đủ cho cô. Nếu mà biết mang thai, tôi sẽ không làm cái chuyện tội lỗi này đâu. Tay hắn xá liên tục, hắn vẫn thấy tay Tiên nắm chặt vào ống quần. Điều ấy càng làm hắn sợ đến nỗi gì cả nước đái. Một tên khác mới quay lại quát: Mày còn không mau đi, để lão tha mà sắt mà đến thì mày chỉ có con đường chết đó. Cô ta hắn mới chạy lại đạp vào mặt Tiên một cái rồi lôi bạn mình đi, bỏ lại sau lưng một cô gái thòi thóp thở. Vùng này thì ai mà không biết cái lão thà mà sát khét tiếng luyện cù mặt thồng. Chẳng ai dại gì mà đắc tội với ông ta. Để ông ghét thì ông ta sai quỷ linh nhi đi giết cho bằng chết, mà là một cái chết dã man đầy đau đớn. Nhìn Tiên lúc này thật là thê thảm. Cô ta nằm bất tỉnh trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thì yếu ớt, trong miệng vẫn là một nhùi rẻ. Gió trời rít lên từng hồi, từng ngọn cây lay động, làn gió đêm thấm vào da thịt của cô ta. Tiên chưa chết, nhưng mà nằm ngoài sương đêm nên cơ thể lạnh cóng. Không biết là Tiên đã bất tỉnh bao lâu, nhưng ngón tay lúc này khẽ cử động. Hai mắt mệt mỏi vẫn chưa thể nào mở ra, Tiên cố đưa tay lên tháo chiếc khăn ở miệng mình ra để mà thở. Tiên nghiêng mình, toàn thân đau nhức, đã thế bụng lại còn đau quằn quại. Cô thấy háng mình ươn ướt, đưa tay xuống sờ rồi giơ lên mặt nhìn. Trong bóng đêm cô ta nhận ra tay mình dính toàn máu là máu. Tiên hét lớn căm phẫn với bọn chúng, tiếng gào thét của cô ta vang vọng tận núi rừng. Cô ta với gồng mình ngồi dậy, mò mẫm của đứa con đỏ hòn mới thành hình đã bị trôi ra ngoài. Giờ nó lên trước mặt nhìn. Nó mới chỉ là một bào thai bé tí, dây rốn từ cửa mình còn dính chưa kịp cắt. Tiên mới nhìn nó cười ha hả, nước mắt vẫn cứ rơi. Có lẽ đây là số trời đã sắp đặt rồi. Cô đứng dậy, một tay cầm chiếc khăn mà mấy gã kia bỏ lại đưa lên ôm bụng, một tay cầm đứa trẻ vẫn chưa cắt dây rốn, loạng choạng từng bước mệt mỏi đi về hướng nhà của ông thầy. Đứng trước số nhà mình cần tìm, Tiền mới gõ cửa. Lão Thamasat đang ngồi trong nhà với một đôi mắt nhắm nghiền, bỗng bất ngờ mở mắt khi nghe thấy tiếng ai đó bên ngoài gõ cửa. Ông ta mới sai đệ tử của mình ra mở. Trước mắt anh ta là một cô gái trẻ, người ngợm dính đầy máu, chiếc váy bị xé rách tả tơi, gương mặt bị đánh sưng húp, tím tái bầm dập. Đáng sợ hơn nữa, trên tay cô ta là một cái bào thai vừa sinh non còn đỏ hòn. Anh ta mới hốt hoảng thốt lên: Cô là ai? Tiên không trả lời, giơ đứa bé lên trước mặt cậu thanh niên rồi ngã mọp xuống đất. Người đệ tử mới nhanh chóng dìu cô ta vào trong nhà, đặt Tiên nằm xuống manh chiếu, đầu kê lên một chiếc gối trước mặt sư phụ mình. Ông Thamasat sai người đệ tử gỡ bào thai từ tay cô ta ra, bảo để nó trên một chiếc hũ. Người đệ tử tên Mây mới lên tiếng: Sư phụ, cô gái này như đang mang thai mà bị hãm hiếp
nên mới... Chúng ta có cần báo cảnh sát không ạ? Lão Thammasat lắc đầu không nói gì thêm. Tiên được đặt nằm ngay ngắn. Lão ta cầm trên tay một sợi dây chuyền bạc có hình mặt Phật, miệng nhẩm chú. Tay đưa sợi dây từ đầu chậm chậm di chuyển xuống dưới chân. Đoạn ông ta làm xong lại đưa hai ngón tay lên miệng thổi ra một làn khói mỏng. Sau đó thì đặt tay lên trán cô ta niệm chú. Hơi thở của tiên dần ổn định trở lại. Lúc này ông ta mới nói với mày. Kêu may vào thay đồ cho cô ta đi. Chờ cô ta tỉnh lại đã rồi tính. Ông ta định quay đi, liền nhìn thấy chiếc khăn sọc trong tay tiên. Cô ta vẫn nắm chặt không rời, như thể đó là một bằng chứng mà bọn chúng đã để lại. Lão Thammasat lấy nó ra, tay ông ta siết chặt vào đó. Một tay nắm chặt vào tiên, đôi mắt bắt đầu khép lại. Ông ta ngồi im, đang hình dung ra cảnh tiên bị hãm hiếp. Một lúc sau, ông ta tức giận quát lớn. Khốn kiếp! Ngay cả khách hàng của tao, chúng mày cũng dám đụng đến sao? Bọn này muốn chết mà. Nói xong thì ông ta cầm chiếc khăn gấp ngay ngắn, đặt trên một cái đĩa trên bàn thờ. Ông ta ngồi khép đôi mắt lại, bắt đầu yểm ngải lên chiếc khăn. Làm xong ông ta nói một mình. 3 ngày nữa, mấy người sẽ chết thôi. Ngày hôm sau thì tiên tỉnh lại, cơ thể cô bị thương khắp mình. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho căn phòng thêm thông thoáng. Tiên đảo mắt nhìn xung quanh. Trong đây không có gì ngoài một tủ gỗ cũ và vài ba thứ lặt vặt. Nhưng mà nó khá là sạch sẽ và tươm tất. Dù có ra sao thì nó vẫn đẹp hơn chỗ nhà của Thìn. Tiên bò ra sát mép cửa sổ, cô ta nhìn ra vườn. Dưới kia là một người đàn ông da bánh mật, gầy gò đến trơ xương. Ông ta cởi trần nên cô nhìn thấy rất rõ trên lưng và cả bụng của ông ta được xăm lên những dòng chữ cổ quái kín mình. Ông ta đang tưới cây, thi thoảng lại tỉa tót những nhánh lá vươn dài. Tiên giật mình vì tiếng bản lề cửa kêu kèn két vang lên và cô quay lại. Mày bước vào nhìn Tiên mỉm cười. Cô tỉnh rồi sao? Cô cần nghỉ ngơi cho lại sức. Đây là bữa sáng, còn đây là thuốc. Ăn xong nhớ uống hết chỗ thuốc này. Trưa nay thầy tôi sẽ tiếp đón cô. Tiên chỉ biết cúi đầu chào bằng tiếng Thái. Còn câu cô gái kia nói thì Tiên nghe được câu mất câu còn. Nhưng cô biết họ là người tốt và đã cứu sống mình. Trong người dù đang mệt mỏi nhưng bụng lại đang đói. Tiên bê tô thức ăn lên và ăn lấy ăn để như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Ăn xong cô ta nghĩ tất cả nỗi nhục mà mình vừa phải gánh chịu chính là nhà họ Hoàng ban tặng. Hai tay Tiên siết chặt, giận đến run cả người. Các người sẽ biết tay tôi. Ăn trưa xong thì lão Thammasat gọi cô ta ra nói chuyện. Bảo cô ta ngồi xuống bàn đối diện với mình. Lão ta mới trầm giọng. Cô cần tôi giúp gì? Tiên không nhắc đến vụ mình bị hiếp dâm tập thể đêm qua, chỉ trả lời ngắn gọn. Tôi muốn thỉnh cô Man Thông. Ông ta gật gù đã hiểu ý, nhìn Tiên hỏi tiếp. Cô muốn thỉnh dòng nào? Tiên ngơ ngác, cô ta chưa hiểu lão Thammasat nói là gì. Cứ tưởng là muốn thỉnh là thỉnh. Biết Tiên chưa hiểu về các dòng mình nói, ông ta giải thích thêm. Kuman Thông chia ra làm 2 dòng chính. Một là dòng Kuma, hay còn gọi là Phét Đen. Loại này thuộc dòng Ta Đạo. Thường tôi luyện dòng Phét Đen này bằng thai nhi chết yểu, hoặc do mẹ chúng nạo phá ra. Dòng này có 4 loại, Phét Đạp, Phét Không, Phết Mầm và Phết Sủn. Nó có khả năng làm hại kẻ thù bằng các hình thức khác nhau như khiến họ nổi điên, bị chết bất đắc kỳ tử hoặc tán gia bại sản. Có khi họ gặp những tai nạn kinh hoàng, chẳng hạn như nó xúi họ và những người thân bên họ tự tử. Lão Thammasat lấy mấy cái tượng Kuma Thông ra làm ví dụ cho Tiên dễ cảm nhận. Cô ta mới nhìn chúng hỏi tiếp. Vậy còn loại thứ hai? Lão Thammasat nói tiếp. Loại Kuma Thông thứ hai gọi là Kuma Phù Hộ, gồm 2 dòng là Kuma Pride và Kuma Thép. 2 dòng có khả năng độ chủ nhân của mình làm ăn hưng thịnh, tiền bạc dư giả, đánh đầu thắng đó. Có thể nói là nó mang lại siêu lợi nhuận cho chủ nhân của mình. Vậy cô muốn thỉnh dòng nào?
Cô ta nghĩ là nếu có cả hai thì mình quá quyền lực. Một đứa giúp mình kiếm tiền, còn đứa kia giúp mình trả thù. Suy nghĩ trong giây lát, cô ta mới hỏi: nếu tôi muốn thỉnh cả hai? Ông ta mới lắc đầu: không, cô chỉ được phép thỉnh một. Sống chung một nhà chúng sẽ đại chiến. Tiên hơi xìu mặt. Bản tính tham lam của mình không được đáp ứng, nên trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Ngồi đắn đo một lúc, cô ta quyết định trả thù trước. Trong lòng cô ta giờ đây chỉ có thù hận và căm phẫn. Tiên mới nhìn lão Tha Ma Sát: vậy tôi thỉnh dòng Tà Đạo với hai điều kiện. Nếu ông đáp ứng được thì tiền bạc không quan trọng. Ông ta ngẩng mặt lên nhìn Tiên cười khà khà: được, cô cứ nói đi. Trong khả năng của mình thì tôi nhận lời. Tiên nhếch môi cười. Điều cô ta muốn lúc này sắp thành hiện thực. Cô ta cầm một con Kuma Thông lên tay, chậm rãi đáp: tôi muốn ông dùng đứa bé tôi đã đem tới đây để luyện. Tôi muốn dùng chính con mình để giết chết những người đắc tội với mẹ chúng. Ông ta không ngạc nhiên khi Tiên yêu cầu như vậy. Nhìn cách cô ta cầm chặt đứa bé trong tay cũng đủ hiểu cô ta muốn gì rồi. Lão Tha Ma Sát mới hỏi: thế còn yêu cầu thứ hai? Cô ta nhanh miệng đáp: giết 4 gã đêm qua đã hãm hiếp tôi ngay trong đêm nay. Mày ngồi bên cạnh dịch lại từ nãy đến giờ, nghe cô ta nói câu cuối anh muốn lạnh gáy. Thì ra là cô ta không nhắc đến chuyện đêm qua không có nghĩa là đã quên đi, mà muốn lợi dụng quỷ linh nhi của lão Tha Ma Sát để rửa hận. Mày nhìn sư phụ của anh ta, dịch lại tất cả không thiếu một từ. Mày giỏi nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nên anh được lão Tha Ma Sát rất là xem trọng. Vừa nhận mày làm đệ tử, vừa làm thông dịch viên cho ông ta. Có điều Tiên không biết, không cần cô ta bảo giết 4 gã dầm dề kia thì lão ta cũng sẽ giết chúng. Là để dằn mặt những kẻ phá rối việc làm ăn của ông ta, cũng là để khẳng định danh tiếng của mình ở vùng này. Ông ta mới nhìn Tiên mà gật đầu: được, tôi đồng ý. Nửa tháng nữa cô đem tiền đến nhận hàng, và họ sẽ chết trong đêm này như đúng lời cô nói. Tiên về phòng. Cô ta ở lại đây 2 ngày nữa sẽ về, cũng là muốn tận mắt chứng kiến cái chết rùng rợn như lời đồn của quỷ linh nhi mà cô ta đã từng nghe. Tiên ngồi trước gương với khuôn mặt sưng húp bầm tím. Cô ta đưa hai tay lên ôm xoa má mình, nghiến răng kèn két, rít lên: tao sẽ trả thù, sẽ giết từng đứa một. Chúng mày sẽ chết một cách đau đớn nhất. Ánh mắt cô ta như có lửa. Và nửa đêm hôm đó, một trong 4 gã đang nằm ngủ bên cạnh vợ mình, bỗng bên tai vang lên giọng nói rất là khẽ nhưng mà đầy mê hoặc: đi theo tao, đi theo tao, nhanh lên theo tao. Hắn mới bật dậy, người như bị mộng du, hai mắt mở thao láo, biết mình gặp ma mà không thể nào cưỡng lại. Hắn nghe theo cái lời xúi kia như một sắc lệnh, cứ thế lững thững bước ra khỏi phòng. Hắn đi vòng xuống bếp, cầm trên tay một con dao sáng loáng, chậm rãi đi ra giếng mài con dao, xoèn xoẹt cho bén. Miệng thì cười hề hề như là một gã tâm thần. Tưởng hắn mày dao làm gì, thì ra hắn mày dao để cắt đi con chim của chính mình. Hắn tụt quần xuống, mân mê bộ phận sinh dục một lần nữa. Bên tai lại vang lên câu nói như ra lệnh: đúng rồi, cắt nó đi, cắt, nó hư thì phải chịu phạt, cắt đi. Trong đầu hắn vẫn đang nhận thức được việc gì đang xảy ra, nhưng mà lại không thể nào điều khiển được đôi tay của mình. Hắn sợ hãi trong tâm can bao nhiêu thì tay lại chống đối hắn bấy nhiêu. Nó như có ai đó nắm chặt không buông, cứ đưa xuống cầm chắc dương vật của mình. Một tay cầm nó, một tay cầm dao, cứ thế mà cắt. Một lúc sau thì hắn kêu oai oái, đau như chó thiến, máu phun xối xả không ngừng. Thế với anh em, mẹ chương này đọc thốn vãi cả nồi.
hiếp dâm này, bị cô ma thông hành hạ này, đi tự cắt chim mình này, chơi cái chương này nặng đầu thật luôn. Và mình đã nói rồi, khi mà tác giả đã miêu tả là chúng ta chỉ muốn quay xe thôi. Vì cái sự trả thù là một chuyện nhá, nhưng mà con tiên mà anh em tưởng tượng cái đoạn hiếp dâm bị bốn gã đàn ông lực lưỡng hiếp và đến sảy thai luôn thì là kinh khủng tởm như thế nào. Trời ơi, cái chuyện này nó nặng đồ quá. Và lẽ ra đáng lẽ là nên để cái tag là 18 cộng vào video này, vì rất dễ bị ảnh hưởng, bị ám ảnh kiểu kiểu thế. Nhờ nó hay, anh em có đồng ý hay không? Đồng ý thì like nhẹ một phát nào, để chúng ta đến với chương tiếp theo. Chương 35. Hắn ngã rạp xuống đất, đưa tay bịt chỗ mình vừa cắt, mặt mũi tối sầm lại vì mất máu, miệng thì vẫn la hét dần trời. Mà kỳ lạ là tiếng hét của hắn muốn nổ mái nhà, vậy mà vợ con và hàng xóm lại không hề nghe thấy. Con chó to vẫn nằm ngủ say như chết trên hiên, nó chẳng hề biết chủ của mình đang nằm dẫy chết ở ngoài giếng. Bên tai lại vang lên câu nói xúi giục: cầm dao lên, cầm lên, cầm lên nào. Lời nói ấy như có ma lực xót vào tai, cứ rằm rắp nghe theo không phản kháng. Hắn lại ngồi xuống biết dao dẹt dẹt, mặc cho bộ phận sinh dục vẫn phun máu xối xả. Giọng nói kia lại ra lệnh: chặt chân mình đi, chặt chân, nhanh lên. Đầu hắn nghiêng qua bên này, ngả sang bên kia, miệng thì hát lầm rầm: chặt đi. Rồi ngồi phệt xuống đất, duỗi thẳng đôi chân đầy lông lá thẳng đừ. Nhìn nó như kẻ thù, mắt hắn trợn ngược trắng dã, tay cầm con dao dựa giơ lên cao, dùng sức phang thẳng xuống đôi chân của mình, chặt nó đứt lìa khỏi bắp đùi. Lại một tiếng thét kinh thảm nữa vang lên. Hắn nằm vật xuống đất chết ngay tại chỗ, sợi gân trên đôi chân bị đứt vẫn giật lên từng nhịp, thoáng chốc nền giếng nhuộm đỏ đầy máu. Trước khi chết, hắn ta vẫn kịp thấy một con quỷ linh nhi bé tí trên tay kéo lê con búp bê dưới đất, nhìn hắn nở một nụ cười ma mị. Gương mặt nó quắt queo teo tóp, y như là người bị phơi khô. Nó thấy hắn chết, cười giòn tan rồi biến mất, chỉ để lại câu nói: mày phải chết. Gã thứ hai. Nửa đêm gã này dậy đi tiểu. Lúc đi ngang qua bụi chuối, hắn giật mình khi thấy một đứa bé đen nhẻm chạy lăng xăng quanh đấy. Tiếng nó cười vang vọng như từ dưới cõi âm ti vọng về. Hắn mới giật mình đột nhiên xương sống lạnh buốt, y như có ai đó đang chườm đá trên lưng mình. Hắn khựng lại, miệng quát, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ: đứa nào đấy? Nửa đêm không ở nhà lại ra đây chơi. Không ai đáp lại hắn ta ngoài tiếng cười ma quái của con nít. Hắn giật mình, vừa quay lại thôi đã thấy ngay một đứa trẻ mặt mũi quái dị đứng trước mặt, nhìn hắn đầy căm phẫn. Đứa bé chỉ cách hắn gần chục bước chân, vậy mà đuổi mãi không tới. Hắn mới tiến một bước, nó lại đi lùi một bước, khoảng cách vẫn không thay đổi. Cho đến khi sợi dây lòng thầm được ai đó treo lùng lẳng trên cây xoài, hắn đi đến dừng lại. Giọng nói ma quái ấy lại như rót vào tai: lên đi, lên đi. Mày thật vô dụng, không nuôi nổi vợ con thì đi chết đi cho khỏi nhục. Lời nói vừa dứt, hắn leo lên cây thoăn thoắt nhanh như khỉ, tự mình chui đầu vào sợi thòng lọng. Đằng sau thì như có ai đẩy hắn xuống khỏi cành cây. Lúc hắn bừng tỉnh thì đã quá muộn mất rồi. Hắn giãy đành đạch trên không trung, tay đưa lên cố gỡ sợi dây trên cổ mà phải bất lực. Một lúc sau chân tay hắn buông thõng, cũng là lúc hắn tắt thở. Lưỡi hắn thè dài, miệng há hốc, đôi mắt mở to tròn như thể ngạc nhiên một thứ gì đó. Trên khóe mắt chảy ra hai hàng máu đỏ tươi. Cái xác đu đưa theo gió, sợi dây thừng vang lên ken két. Vợ hắn của tay sang định ôm chồng mình, bỗng cô ta giật mình khi tay mình vừa chạm vào đống gì đấy bầy nhầy ướt át bên tấm thân săn chắc của gã chồng. Cô ta mới giật mình ngồi dậy, lay lay chồng mấy cái. Hắn nằm bất động chẳng hề có phản ứng, toàn thân cứng như que củi, da thịt thì lạnh cóng rồi. Cô ta mò tìm chiếc điện thoại, vừa lật tung chăn vừa lầu bầu:
ngủ gì mà như chết thế hả? Đúng là lão chồng vô tâm vô tích sự mà. Vừa nói cô ta vừa lật tung chăn ra. Dưới ánh đèn điện thoại, cô ấy thấy chồng mình bị một lưỡi rìu cắm ngập vào trán, máu chảy ướt đẫm cả gối. Mặt hắn tím bầm lại, hai mắt trợn ngược. Cô vợ há hốc, miệng không thể nào nói được gì. Tay cô ta run run, cầm chiếc điện thoại soi xuống dưới, trong đầu thốt lên. Trời ơi, chuyện này là sao? Dưới bụng hắn bị ai đó mổ toang ra, lòng phèo kéo ra cả mét. Nhìn một cái đống ruột bầy nhầy trên giường, ngay cạnh chỗ mình nằm ngủ. Cô ta làm rớt chiếc điện thoại, ngã phạch xuống giường, bất tỉnh nhân sự. Một cảnh tượng ghê rợn mà bất cứ ai nhìn thấy cũng tởm lợn đến tận cổ. Hắn chết một cách đầy đau đớn và bất ngờ. Đến gã thứ tư. Bà mẹ hắn thấy con trai mình cứ đứng chết lặng cạnh lu nước, hai tay cứ đưa xuống bụng cao cao, cái gì như đang gãi ngứa vậy. Mà bà lại không rõ, thi thoảng thì lại đưa lên miệng như đưa thức ăn lên. Bà mẹ lại đứng sau lưng gọi hắn cả chục câu mà hắn vẫn im lặng. Bà rón rén đi lại vỗ vai hắn ta hỏi. Ca mây, đêm khuya mày đứng đây làm cái gì? Thằng này mày điên thật rồi mà. Lời bà ấy vừa dứt, gã ca mây quay lại. Mồm miệng hắn nhầm nhớp dính đầy máu. Trên miệng vẫn còn ngậm khúc dây ruột mà mình kéo lên. Hắn nhai ngấu nghiến như người bị bỏ đói, nhai ngồm ngoàm mắc ói. Máu và phân trong cái đoạn ruột xì dai bên mép, nhìn đến ớn tận não. Bà mẹ nhìn con trai tự rạch bụng mình, moi ruột đưa lên ăn mà không nói được câu gì. Hắn đưa tay xuống, lôi cái bao tử của mình ra, bảo bà ấy đem đi luộc chín cho hắn ăn nhậu. Bà ấy chết sững, nhìn con mình tự mổ bụng không thấy đau mà bà ớn lạnh. Bà vùng chạy ra khỏi la lối hàng xóm, mong có ai đó qua giúp bà đưa hắn ta đi bệnh viện. Nhưng không kịp rồi, hắn ngã úp mặt xuống sân, chết ngay tại chỗ. Trên vũng máu và trên đống ruột bầy nhầy của chính mình, cả bốn tên chết thảm. Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được một chút manh mối nào từ hung thủ, bởi vì chúng là những con quỷ linh nhi vô hình. Ngày hôm sau, Mây kể lại mọi việc cho Tiên nghe. Anh còn chụp lén mấy tấm hình làm bằng chứng. Khuôn mặt nào còn nguyên vẹn là cô ta nhận ra ngay. Cô nhìn mấy cái xác chết bấy bứa, nhếch môi cười. Một lúc sau cô ta mới bảo: tôi thỉnh dòng tà thuật, chỉ có chúng mới giúp được tôi lúc này. Lão thả mặt xác gật gù. Kế hoạch luyện ca mơ thông từ xác con ruột của mình bị Tiên đem đi luyện thành thứ ma quỷ để sai khiến giết người. Hai ngày sau Tiên về, lão Thammasat hẹn cô ta 2 tuần nữa đến lấy. Tiên về nhà Tin mà trong lòng vui phơi phới. Cô ta dùng tiền bán căn hộ của mình bên Việt Nam để đem đi phẫu thuật thẩm mỹ và thỉnh cô ma thông. Lần này cô ta sẽ sửa lại nguyên khuôn mặt của mình, cốt là để đánh lạc hướng công an khi sau này về nước. Một tuần sau cũng đến ngày cô ta được tháo băng. Tiên hồi hộp vì không biết gương mặt mới của mình sẽ ra sao, và cô ta sẽ sống dưới một thân phận khác. Bác sĩ mới bước vào hỏi: cô chuẩn bị tâm lý chưa? Tiên gật đầu. Cô ta đã sẵn sàng, mong rằng gương mặt mới sẽ được như những gì tốt đẹp nhất. Tôi đã sẵn sàng thưa bác sĩ. Vậy thì tôi tháo băng ra cho. Cô hãy chịu khó ngồi yên. Và trời ơi, hết đến đây là hết anh ạ. Chương này nặng đô thật sự luôn. Chương này mặc dù là ngắn nhất từ đầu đến giờ, mình đảm bảo với anh em chương này là cái chương nặng đô nhất. Cái chương này là mọi yếu tố kinh dị được đẩy lên đỉnh cao luôn. Về cái chết của 4 thằng đã hãm hiếp Tiên, mà nó đã kinh dị như thế thì không biết là cái chết của Tiên lúc bà Y Hoan bảo Tiên sẽ chết thảm thì là còn đáng sợ như nào. Tiên thì bây giờ đã thay da đổi thịt, đã phẫu thuật thẩm mỹ đổi thân phận khác, thêm vào đó là một con Kuma Thông, chính con của cô ta nữa. Cô đã luyện được một con Kuma Thông tà thuật rồi, và bây giờ sẽ đem về Việt Nam trả thù nhà ông Hào, trả thù Phát, trả thù thầy Chu và Kappa. Chỉ còn 2 tập nữa thôi, mỗi tập 1 tiếng nữa thôi là sẽ kết thúc. Thế nên là trời ơi, nó gay cấn vì đến đoạn cuối rồi, càng xem càng quấn đúng không? Tôi tưởng tượng mà, và mình cũng không thể nào tin được là tại sao mà tác giả lại có thể viết về các cái loại bùa ngải, yểm bùa, Kuma Thông rồi huyết ngải mà lại có thể chi tiết được thế nhỉ?
trừ khi tác giả cũng chơi ngải mà thôi. Chứ tôi thấy những không, tôi làm rất nhiều video khám phá về Kumathong, về chuyện ma, về ngải những các thứ rồi. Cái đấy mình xin khẳng định với anh em. Nhưng mà những cái thông tin nó chi tiết đến mức như thế này thì mình không thể nào tìm thấy trên mạng. Khi đọc câu chuyện ma này thì mình mới biết và mình mới nắm được. Hay vãi cả nồi. Về video này nếu bạn thấy hay đừng quên like và thêm vào đó là comment. Hãy để lại một bình luận của mình. Để lại một tia thần thức ở phía dưới phần bình luận nhé. Và video này đến đây cũng hết mất rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.